Một mùa xuân tươi mới đang về trên khắp công trình Hòa Bình. Trong không khí rộn ràng đón xuân, mỗi thành viên Hòa Bình sẵn sàng hướng đến mục tiêu sức mạnh toàn diện ở cả thể lực, trí lực, tâm lực và thần lực. Chào năm mới sáng tươi tràn trề hy vọng. Hơn lúc nào hết, Hòa Bình quyết tâm củng cố nội lực, thực khỏe để bứt phá. Trong bản tin HBC News đặc biệt chào xuân mới, Hòa Bình xin gửi đến quý khách hàng, đối tác, quý nhà thầu phụ, nhà cung cấp lời chúc mừng năm mới Nhâm Dần hạnh phúc, phú cường, an khang và thịnh vượng. Trong không khí rộn ràng mừng xuân mới, tập đoàn đã tổ chức thành công lễ tổng kết 2021 với chủ đề Khỏe để bứt phá bằng hình thức trực tuyến qua Zoom và livestream trên YouTube Hòa Bình Construction Group. Tại đây, ban lãnh đạo đã khen thưởng hơn 43 tỷ đồng cho 14 công trình đạt hiệu quả, 14 phòng ban và 14 công trường đạt thành tích 2021 cùng 445 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Với thông điệp Khỏe để bứt phá, Hòa Bình hướng đến sức mạnh toàn diện về cả bốn mặt, thể lực, trí lực, tâm lực và thần lực. Mỗi cán bộ công nhân viên khỏe mạnh chính là tiền đề để phát triển và tạo ra những giá trị bứt phá cho tập đoàn. 3, 2, 1, chúc mừng năm mới! Có mặt khỏe để bứt phá! Tại sự kiện Top 100 phong cách doanh nhân với chủ đề Người tiên phong, tập đoàn và cá nhân Tổng Giám đốc Lê Viết Hiếu đã vinh dự nhận danh hiệu Top 10 nhà đầu tư tiên phong, là doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy thay đổi và định hướng phát triển ngành xây dựng Việt Nam cho toàn cầu. Bên cạnh đó, sự kiện còn có tọa đàm Leader Talk với chủ đề Tầm nhìn quyết định tương lai với sự tham gia chia sẻ của Chủ tịch Lê Viết Hải và các doanh nhân uy tín thành đạt ở nhiều lĩnh vực. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, tập đoàn đã khởi công xây dựng công trình khách sạn Grand Mercure thuộc phân kỳ Habana Island của dự án Nova World Hồ Tràm. Công trình có quy mô gồm khách sạn cao 14 tầng, khối nhà hội nghị tiệc cưới cao 3 tầng và khu làng ẩm thực Village. Hòa Bình là tổng thầu thi công và dự kiến bàn giao cho chủ đầu tư Novaland vào tháng 5 năm 2023. Đây là gói thầu thứ 3 Novaland tiếp tục tin tưởng giao cho Hòa Bình thi công tại dự án này. Trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, tập đoàn đã cất nốc hai công trình tại Phú Quốc và Hà Nội vượt tiến độ. Tại Phú Quốc, tập đoàn đã tiến hành cất nốc dự án Hillside, khu Basel 1-2, quy mô gồm 6 tòa tháp, trong đó có 4 tòa tháp cao 22 tầng, 2 tháp cao 19 tầng do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Tại Hà Nội, tập đoàn đã cất nốc tòa V9, phân khu F3, CH03 thuộc dự án Vinhome Smart City, vượt tiến độ 30 ngày. Tòa V9 có quy mô gồm 1 tầng hầm, 39 tầng cao, nằm trong tổng thể dự án Vinhome Smart City, có quy mô lên tới 280 ha. Hòa Bình là nhà thầu chính thi công móng, hầm, thân thô, hoàn thiện cơ bản, cơ điện và phòng cháy chữa cháy. Tại Hải Phòng và Hưng Yên, tập đoàn cũng đã đóng nắp hầm hai công trình vượt tiến độ. Theo đó, tập đoàn đã đóng nắp hầm công trình khu biệt thự và khách sạn Vườn Phượng Hoàng tại Hải Phòng sau 80 ngày thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đây là công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận Phát làm chủ đầu tư, có quy mô 2 tầng hầm, 20 tầng cao. Tại Hưng Yên, tập đoàn cùng chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn EcoPark cũng đã đóng nắp hầm công trình City 05A Haven Park Residence sau hơn 6 tháng thi công, vượt tiến độ 25 ngày. Cuối năm, không khí lao động hăng say về đích diễn ra sôi nổi trên toàn công trình và văn phòng Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Trước thềm năm mới, tập đoàn đã tiến hành bàn giao các khối thấp tầng Block E, F thuộc phân khu Rosada dự án Me Homes Capital Phú Quốc do chủ đầu tư là tập đoàn Tân Á Đại Thành để bàn giao cho khách hàng mua nhà. Tại Đắk Lắk, tập đoàn cũng đã bàn giao 20 căn ưu tiên giai đoạn 1 của dự án khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh do Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên làm chủ đầu tư. Cả hai công trình đều được khách hàng mua nhà đánh giá rất cao về chất lượng và tính thẩm mỹ. Trong những ngày đầu năm 2022, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Dự án cho các chỉ huy trưởng sau. Ông Nguyễn Trung Nhân, Giám đốc Dự án kiêm chỉ huy trưởng công trường The Peak Garden tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hà Anh Ngọc, Giám đốc Dự án kiêm chỉ huy trưởng công trường PCD High Park tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Dự án công trường Nova World Hồ Tràm The Tropicana tại Bà Rịa, Vũng Tàu.
Sau hơn một tháng phát động, chiến dịch về đích đạt kỳ tích đã được tất cả các công trường trong toàn hệ thống tập đoàn hưởng ứng tích cực. Kết quả có 4 công trình và 4 cá nhân đã có sự nỗ lực, đạt thành tích vượt trội trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Tập đoàn đã biểu dương khen thưởng 20 triệu đồng cho các công trình xuất sắc gồm công trình khách sạn Queen Trần Hưng Đạo, công trình Queen Trần Phú tại Đà Nẵng, công trình khu phức hợp Sóng Việt tại thành phố Hồ Chí Minh, công trình Địa Trung Hải B44, B47 và cải tạo Curio tại Phú Quốc, công trình Samsung R&D Center tại Hà Nội. 4 cá nhân là cán bộ quản lý SSE được biểu dương khen thưởng 5 triệu đồng gồm anh Nguyễn Tiến Long, công trình Wing Trần Phú, anh Đặng Văn Thủy, công trình khu phức hợp Sóng Việt, anh Trịnh Đình Cường, công trình Samsung R&D Center và anh Nguyễn Lương Hải, quản lý SSE, các công trình khu vực Phú Quốc. Trước thềm năm mới, tập đoàn đã hưởng ứng tham gia chương trình đi bộ từ thiện Lawrence Esting lần thứ 17 tại khu The Crescent, Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 17 liên tiếp Hòa Bình đồng hành cùng công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng trong hoạt động từ thiện kết hợp thể thao truyền thống này. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chương trình được tổ chức tinh gọn hơn nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, tinh thần và nét đẹp văn hóa thiện nguyện của chương trình vẫn được lan tỏa, yêu thương vẫn được chia sẻ để mùa xuân ấm áp vẫn đến với những mảnh đời còn nhiều gian khó. Là Tết, Tết muôn đời này mãi còn, Tết mình là Tết nước non, Tết của cả quê hương.